Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã up xong cho em ở tới cái bài 46 rồi, đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 47. Chúng ta có cái đề bài như sau em. Tính thể tích nghĩa là V ha các em ha. Phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở cái hình 136. Ta lật sang trang 146 có cái hình 136 em nha. Rồi, đây nha, đây chính là hình 136. Người ta yêu cầu các em tính cái thể tích. Các em tính thể tích của cái ngôi nhà này, các em nhìn giùm thầy này. Cái thể tích của ngôi nhà này á, nó gồm có mấy phần em? Chúng ta tạm thời chúng ta chia cái ngôi nhà làm thành hai phần. Các em thấy cái phần mái không? Cái phần mái lợp này, cho đây là mái ngói đây. Thì phần mái lợp ở đây đó chính là một cái hình lăng trụ. Và đấy chúng ta đây chính là gì? Đây chính là tam giác. Cái hiểu nào? Tam giác thì có cạnh đáy ở đây á, là đây này, bằng 6 mét. Như vậy chỗ này là bằng 6 mét này. Đây 6 mét thì chỗ này cũng sẽ 6 mét. Cái chiều cao của đáy là bằng 1,2 mét. Và cái chiều cao của cái hình lăng trụ tam giác ở đây đó chính là bằng 15 mét. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái thể tích của cái hình lăng trụ, còn gọi chúng ta gọi là phần 1 đi, gọi cái mái nhà này, gọi đây chúng ta gọi là phần 1. Chúng ta sẽ tính được cái thể tích, gọi là chúng ta sẽ tính được thể tích của V1 ở cái hình lăng trụ tam giác đây. Tại vì ở đây nó đã có cái cạnh đáy, chiều cao đáy, thì chúng ta sẽ tính được diện tích. Khi đó chúng ta sẽ lấy diện tích đó chúng ta nhân với đường cao thì sẽ ra được cái thể tích của cái phần 1, đúng chưa nào? Cái phần thứ hai nghĩa là thể tích V2 là cái phần này này. Đây chính là gì? Là hình hộp chữ nhật. Các em thấy này, đây chính là hình hộp chữ nhật. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có cái đường cao tương ứng ở đây 15, thì chắc chắn ở đây cũng sẽ là 15 mét. Các em hiểu không? Kích thước đáy của nó tương ứng ở đây là 6 mét và 3,5 mét, chứng tỏ chúng ta cũng sẽ tính được cái gì? Chúng ta sẽ tính được cái diện tích đấy, chúng ta nhân với đường cao của hình hộp này thì ra được cái thể tích của V2. Sau đó các em sẽ lấy V1 cộng V2 thì ra thể tích được cả cái ngôi nhà này. Thầy nói như vậy các em có hiểu không? Đó, ok, đúng nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, bài 47 này em. Các em ghi hình thầy là theo hình vẽ thì ngôi nhà gồm mấy phần em? Gồm hai phần. Thầy ghi ở đây là phần 1. Phần 1 đó chính là gì là các em? Đó chính là lăng trụ đứng có đáy là gì? Đây phần 1 này có đáy là tam giác. Ta phải ghi rõ như vậy các em nhé. Tam giác cân à, cái đấy là tam giác cân à, cạnh đáy bằng mấy em? Cạnh đáy bằng 6 mét. Chiều cao đáy chúng ta chỉ quan tâm các kích thước này để chúng ta đi tính toán ha. Diện tích đáy ha. Chiều cao đáy là 1,2 mét, ok. Và cái chiều cao lăng trụ bằng, ở đây chúng ta ký hiệu bằng H1 là sẽ bằng 15 mét, được chưa? Thì từ đây thầy sẽ tính được cái thể tích của nó ở phần 1 này, thầy tính luôn. Các em hiểu nè. Như vậy thì chúng ta có diện tích đáy, ở đây là hình tam giác thì chúng ta có 1/2. Đây em, 1/2 nhân cho cạnh tương ứng và nhân cho cái chiều cao của cạnh đáy là 1,2. Như vậy 6 nhân cho 1,2 ở đây. Có được không nào? Như vậy các em thấy là 6 chia 2 bằng 3, 3 nhân 1,2 là 3,6 mét vuông. Được chưa? H1 ở đây chúng ta là bằng 15 mét. Thì từ đây chúng ta suy ra cái thể tích V1 thì sẽ bằng S. S nhân cho H1 mà S của ta là bằng 3,6 nhân cho 15. Ta dùng máy tính ta bấm nhé.
bằng 54 ha. Bằng 54 mét khối thế chứ nào. Bây giờ cái phần 2. Cái phần 2 thì đây, hồi nãy thầy đã nói cho em rồi. Đây chính là gì? Hình hộp chữ nhật có kích thước đáy tương ứng ta là 63,5 và cái chiều cao. Không em. Từ từ đây. Các em lấy cái này cũng được. Các em lấy ở đây cũng được và cái chiều cao đây cũng được, hoặc là các em lấy cái kích thước đáy của chúng ta đây là 6,15 và chiều cao đây 3,5 được, cái nào cũng được, đường nào cũng cái thể tích của nó cũng lấy 3 đây cộng nhân lại với nhau. Thể tích hình hộp chữ nhật là lấy A nhân B nhân C. Các em hiểu không? Rồi, kiểu này cũng ra được cái thể tích các em. Như vậy cái phần 2 là hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có kích thước đấy là gì nghe, là chúng ta lấy 6m và 15m đi, và cái chiều cao là 3,5m được chưa nào. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính được S ở đây chúng ta sẽ có là, hay là chúng ta tính thể tích luôn cũng được, tại vì công thức của tính thể tích hình hộp chữ nhật thì bằng A nhân B nhân C rồi, chiều dài, chiều rộng, chiều cao rồi. Như vậy đây chúng ta tính V luôn, V2. Nhưng mà game lấy 6 x 15 nhân 3,5 315 nha mét khối. Được chưa nào? Game game này đây vậy. Thể tích của ngôi nhà là ta có V bằng V1 cộng V2 sẽ bằng 54 cộng 315 thì ở đây sẽ bằng 369 mét khối. Ok, dễ không em? Đây, thầy chia làm hai phần rõ ràng như vậy. Ok chưa nào? Ta đi sang bài tiếp theo là bài 48 em nhé, 48. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 48 nha, 48. Cái đề bài như sau: lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là, đây nha. Như vậy thì cái lăng trụ chúng ta ở đây đấy là gì? Đấy là tam giác vuông này, thấy vuông không? Đó, đấy tam giác vuông. Được chưa nào? Có hai cạnh vuông tương ứng là 5 với 12 này. Chiều cao của lăng trụ là 15. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính được cái diện tích của cái tam giác vuông. Nó đã cho tam giác vuông rồi thì ở đây chúng ta không cần có đường cao ở đây nữa. Mà chúng ta sẽ lấy 1/2 nhân với hai cạnh vuông này. Sau khi chúng ta tính diện tích đáy xong, ta sẽ lấy diện tích đáy nhân với đường cao này thì sẽ ra được cái thể tích. Đấy chứ nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có là cái lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông, nó tương ứng đó chính là 5 và 12, 5 cm và 12 cm. Cái đường cao lăng trụ nó sẽ bằng là bao nhiêu em? Bằng là 15 cm, đúng chưa nào? Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tính được cái diện tích đáy của lăng trụ là, tính ra qua cái phần thể tích này thì thấy học nó còn dễ hơn cái việc
mà đi tính diện tích xung quanh rồi diện tích toàn phần các kiểu em, cái đó nè nó dễ hơn. Nhưng mà người ta có diện tích đấy cũng ra là bằng 1 phần 2 nhân 5 nhân 12, 12 chia 2 là bằng 6, 6 nhân 5 là bằng 30 cm vuông. Có được không nè? Thì khi đó cái thể tích lăng trụ là như vậy, V sẽ bằng là S nhân H bằng 30, chiều cao nó là 15. Thì cái này bằng 450 cm khối. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn câu nào đây? Đây các em. Người ta cho trắc nghiệm nhưng chúng ta phải làm ra thì chúng ta biết, tại vì ở đây thầy muốn trình bày cho các em hiểu, chứ không mà nếu chúng ta nhẩm nhanh thì cái bài rất là dễ, chúng ta chỉ việc bấm máy tính là chọn ngay ra luôn á các em, chứ không cần phải phải tính dài như thầy như vậy đâu. Mà nếu mà ở trắc nghiệm mà trên trường á thì em sẽ tính nhẩm ở ngoài nháp, tính rẹt rẹt, không cần phải lập luận gì hết, chỉ việc bấm máy tính là ra luôn 450 và các em chọn câu C luôn, các em hiểu như nào, chứ không phải trình bày như thầy như này. Mà ở đây là thầy bắt buộc phải dạy như này để các em hiểu tại sao nó ra kết quả là 450, nên bắt buộc thầy phải tính kỹ như vậy để chúng ta thấy, hiểu chưa? Chứ nếu trắc nghiệm mà người ta cho dụ 50 câu mà ở mà làm như thế này thì thời gian đâu mà đủ để mà chúng ta có thể làm được tất cả các bài được, hiểu ý thầy nói chứ nào? Đó. Tùy theo tình huống ha. Rồi clip hôm nay tới đây là kết thúc. Đối với những bài còn lại này thì trong cái mùa dịch này thì thầy sẽ đăng hết trên kênh chính để các em học, được chưa nào? Ok. Chúc em học tốt, nhớ đăng ký kênh, like, comment tích cực, chia sẻ bài giảng thay clip cảm ơn thầy các em nha. Ok, cảm ơn em. Bye bye.